Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con kiến luân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
là đi cạnh không biết không đi cạnh cháu em đi đây bất cắt cắt mình em mà chị nè trong kiểu chàng lung mà bên lòng còn nằm nhằm cô đơ bên bắc chờ cắt chàng lung xa khai sân kiểu áo cắm bắc mà điện khát bà làm đơ chú đục kiểu chàng lung mà đục nhìn lung đơ gốc bên chàng lung mà ngoài bình bình ngoài tam tê phụ các cụ ta tiên tiền tổ phật tổ phật tiền ông mạnh ba cô âm họ phạm giang họ trường giang thế tu đồng sòng phản bạc canh cỡ đôi bên ngã đôi bên đà tam tiêm binh cầm trời ngân quét tam tuổi bạc quét tần quét tam ca thành tần tam ngân thành dài quét tam ca cài bằng quét tam ngân dài vi coi bay bằng dài bằng cõi bay để cao ta coi bay bằng cao na tay đầu ca thần thần dị tẩy kiến bay kèm năm tu đồ mê ngực tu bớt nát a tu pa la tinh tông phan ta hiệp na pan đạt quan ban ninh di bay kèm tông tam bước tay tông ư ngầm ba mươi chế bay kèm ta ngầm tay ư tông tam ư trong cung ta ta cung đầy đúng tại ba con đường nằm tại đốt tên tại vì thù hơn nga thì phùng tại bang thù hơn đông tí má người nhà cao đầu hơn đông sông tăng tại vì thù tí tăng văn bà tại bang thù tí tôn văn hồn tí cốc nhà bắc tăng thù bài xì bắc thù sổ cầm tại vì đông tông ngay cắm là tại bang thù nà cầm tinh tí văng kéo theo văn vượt xin bi bù mà ba bắc khu khu mà tử trắng tu đơn đầy mắt mê tiền tiền gia đình đầy bình yên văn đại hơi tại vì thủ hướng nga đà pa tại bằng thu hồn đồ đà tu hồi tại vì cầu băng phai cầu tiền băng phá cầu mặt cầu các cụ gia tiền tiền tổ phật tổ phật tiền ông mấy ba cụ ô tam tam hốc bơ chương quan ba đời chờ tiền tăng đời chờ xuống người nhà quan đồng văn thanh pháp đặt lê tay bia dài vàng người tẩy tuy ao chân tẩy vàng lò chính hương tay bi bết bi cay tơ cài bi mô bi thai tơ đang bi đếp tư bi đài bi thai đang bi nón bi cất cất đi 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 không thể yếu bi đếp bi đài bi thai bi nổi tại bi si bi tên tại bi si tắc tên tại bi tên thắc bi tay bi mơ bảo bốc có bi kỳ năm tinh năm tàu mà tay băng kỳ phô kéo tay cầu tơ đâm tích hôi hai chẳng cài tích hôi pháp hô hầu tông ra ngô sàn tại vì đâm bốc tông la kết bạc khuất mơ ngân tên bạc bạc mơ ngân chỉ tại vì dù ơi à các cô ta tiên tiền tổ phật tiên ông mạnh bạc hôm bạc cũng mơ bây giờ đây này
ông manh bà cô hồ phạm già ngõ mơ trương phàn. Trăm năm chờ đợi trăm ngày chờ mong hôm nay được ngày lành tháng tốt tháng bảy ơi ngày 22 các con cháu ơi. Khi đêm đến đời thinh mở lên là chốn có căn đồng phàn thanh pháp sư. Vào đất lễ bên cửa cha ông cha cụ các cụ gia tiên tiên tổ Phật tổ Phật tiên ông manh bà cô ba đời trở lên năm đời cho chúng cô và họ gì? Cô phàn bà ba bao nhiêu tuổi rồi? Tiên ông manh bà cô bố đệ ngày xưa bố đệ ngày trước họ phạm thứ ba bơ sang tàng sang đồng cho con gái thứ ba được cỡ 50 tuổi quan thầy quan thanh phụ hai hàng bình bằng bừng bơ ơi khi mạng đông tô tờ dẹp tang khi lơ lùng lần đồng dẹp tiểu dẹp chéo ao chăn dầm đồng ao chinh cầm đồng bố đóng ngà nghiêng cầm đồng bố đồng nghiêng ngà quan thầy quan thanh ơi nhật a nhi bằng nam bằng bằng tào tà bơ được ngày lành tháng tốt mê quan tam cải ca hùng bồ tam đồng ba tây thỉnh với các cô gia tiên tiên tổ phật tiên ông mạnh bà cô ba đời chờ lên năm đời chờ sông cú tà sông trước cú trẻ sông sáu ngày bạc ăn cơm ngày ngất cùng cho con gà mao đỏ mao hồng con gà cô rồi con gà ơi bắt trên ơi bắt cơm ở trên bắt muối ở dưới các con cháu mới trong nhà có cơm bưng rượu rót thỉnh mời cha ông cha cụ mời ăn cơm uống rượu mời bảo ăn bảo hộ cho con cháu trong nhà một năm 12 tháng định nhân một tháng 30 này bắt mẹ xin đến bị phạm một song làm căn phố song hàng song mở song bạc đồng chăn song hàng chăm đồng chinh mời tao cắt cho cụ ba mơ mơ phụ ba hôn lấy vong ba hôn mơ bảy vong mơ cụ mơ phạm mơ họ phạm thứ ba mơ dẹp dèo con gái lo hơi thứ ba được năm mươi tuổi binh pháp ô song hàng song hàng binh căn phụ song hàng song bừng song bừng coi đúng chăn song hàng coi đúng chăn đúng chinh ơi ông tô tơ dẹp đàn hàng đồng thanh gian dẹp dèo dẹp dèo mơ vô gian dẹp tăng vô giòn bơ cầm đồng cho nghiệp tư đồng cho chắc binh pháp ô song hàng quan thầy quan thanh phổ song hàng song bừng song bừng coi ao chăn song hàng coi ao chính con cái trong nhà có thương có cơ hơi được ăn uống lông phi đồ phi bộ lâm cầm không ngơ lông phi cha cụ ngày xưa cha ông ngày trước ơi ngày lành tháng tốt ơi hôm ngày xưa ngày trước mới bốn mới có lễ khẩn tang mới có bang khẩn nồ hôm nay ơi à tháng bảy ngày 22 lại có lễ có bang có lễ đến cửa cụ cha ông cha cụ ơi lúc tôi tới phản tàn ao chăn lung ơi tăng tài là nhờ cho con cho cháu ở nhà ao chăn đó chính mình pháp phụ song hàng song hàng chính quan phụ song hàng song bưng song bưng song thái song hàng song hàng không là mà phạm ăn gì quan 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 thứ tư lắng nghe tinh pháp phụ song hàng bình quan phụ song bưng xuống phụ tinh mời cô pháp mở bản quan thứ ba ngày xưa ngày trước ơi ông mất được bao nhiêu tuổi? 49 tuổi. Ngày xưa ngày trước ơi thác về âm thác về phủ với cha ông cha cụ mơ ơi với phạm văn quang mơ thứ ba được 49 tuổi. Hôm nay các con cháu kỳ đếm thính mời quan thành pháp sư và đất lê khẩn tăng xê tăng khẩn đồ cô cái ca hồng lùng qua tay nhang thính mời cha ông cha cụ mơ bố đệ ngày xưa bố đệ ngày trước phạm mơ văn quang thư ơi ba ngày xưa 49 tuổi thác về âm hôm nay ngày lành tháng tốt tháng bảy ngày 22 quý mạng đồng tô tớ dép tăng lân đồng dẹp tiều tăng tài lai nhờ cho quan đồng quan thanh tăng tài lai một năm ngày tháng chưa bị tiền tốt tháng mười hai mươi ba mươi ngày chưa bắt về diện nhân định nhân văn đại binh pháp công an tốt tốt hỏi chỉ tháo ba nhân binh pháp phụ cao tài tiền tài phụ cao đèo mới hơi thành trung đông miền kinh mơ tam phu văn linh tư công tư tam phu công tư phu văn linh mơ hàng bay long tô tài phụ trong ông hàng bạch hàng người trong thanh tan phụ hộ tốt tốt hỏi chi hảo anh trung đồng diện theo nơi thầy thành pháp sư phụ học công hàng đế tam phu song bừng cụ tổ ngày xưa cô để ngày trước Phạm Văn Quang thứ ba nhé, 49 tuổi. Các vị âm thác vị phủ hôm nay ngày lành tháng tốt, các con cháu thỉnh mời thì cha ông cha cụ ba đời trở nên năm đời trở xuống. Cũng là dẹp đầu thứ ba được 50 tuổi. Tăng tay lên cho con cháu nhé, binh pháp phụ song hàng, binh quan phụ song bừng nhất tạ nhì, vâng 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 tạ tạ nhé. Nào các cụ ta tiên đến chưa ạ? Tăng tay lên cho nhé, đào đồng, song hàng nhé, đào đồng nhé. Tay đồng nè, đào đồng để vào nè. Bây giờ nhỉ, con cháu trong nhà còn thương còn quý lắm nhỉ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt nhỉ, tháng 7 ngày 22 nhỉ. Quan thầy quan thánh không dám to hơn ông, không dám to hơn cụ nhỉ. Còn kính lên kính xuống cụ già về ăn trước, cụ trẻ về ăn sau. Ăn
con gà màu đỏ màu hồng, gai vàng ngay lần kia điện thỉnh mời. Cụ già và ăn trước cụ trẻ ăn sau, mâm cao cố đầy nhá. Ăn cơm uống rượu với ba quan ba bộ chó. Xác con ở trong nhà để ngồi vào ghế nào, vậy ngồi vào với con gái nào. Thì ngồi vào ghế. Ngồi vào ghế trong kia. Tay lên giữ cho con đi. Ngồi vào ghế trong chắc nào. Con cháu trong nhà có ốm có đau, ốm trong thân có đau trong xác nhá. Con cửa nhà được chưa được. Ông biết cửa nào mà lối nào mà đi. Bây giờ cha ông cha cô về sang. Pháp sư đập đi, cho tan đập băng này cho khỏi nhá. Sang ta lại đang gửi đi. Con thầy ơi, các con đi rồi đúng không? Các con chưa biết lối nào mà đi, gần chân mắt thịt nhá. Cha ông cha cụ về rồi, sang ta lại gửi cho nhá. Chén rượu đấy. Về vào con cháu con nhồi trong nhà thì sang ta lại nhảy đi. Bố hôm nay thầy thánh này, thánh chung thì đồng riêng đấy, cũng đồng riêng nha, đất lễ đất tang ấy, đồng công phủ tứ phủ bát lễ nha. Hôm nay hàng bảy thì con bảy nha, ông hàng bảy hôm nay ngày lành tháng tốt, quan thầy quan thánh người thánh không đồng riêng, người dân tộc về đất lễ đất tang nha, để cũng để phụ này thành cửa cha ông cha cùng người nha. Ngồi đi, ông uống cái gì, ăn cái ông gì? Ông ăn gì, ông uống gì, con lấy ra hút thuốc nhá. Ôi, ngồi xuống nè, khôi đây này. Bỏ cái cây đây. Đây khôi đây. Không được khóc. Sao ta lại nhờ cho con thôi.